Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình có một cái màn hình máy tính và một cam ly nhận được từ chú và dượng của mình. Màn hình máy tính này thì dượng mình lấy được từ phế liệu thôi. Thì có cho mình để mình thử nó còn hoạt động được hay không. Thì cũng khá là bụi bặm, thì nãy giờ mình cũng đã phải sinh sơ qua rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm video bung ra cho các bạn cùng xem thì nó còn xài được hay không. Vệ sinh rồi nhưng mà nó vẫn còn khá là dơ. Thì mình sẽ vệ sinh tiếp tục nữa. Để cùng sau đó là sẽ bung ra cho mọi người cùng xem. Chúng ta bắt đầu nha. Xem một hồi vệ sinh thì cuối cùng thì mình cũng xong. Nhìn thì cũng được được đó các bạn. Riêng ở góc này thì nó hơi bị trầy tí xíu. Nhưng mà không đáng kể. Ở phía sau này các bạn. Điện áp là 14V DC 1.07A. Giờ thì chúng ta sẽ cùng bung nó ra xem có tạo bên trong như thế nào nhé. Màn hình máy tính đó thì mình thấy cái linh kiện bên trong nó còn mới. Nhưng mà do không có nguồn để mình test cho nên mình sẽ tạm quá sang bên. Tiếp tục mình sẽ bung cam ly này ra cho các bạn cùng xem. Tại cam ly này còn bỏ 2-3 năm không sử dụng rồi thì không biết nó còn dùng được nữa hay là không.
thì mình sẽ dùng chiếc mic khoang audio này mà mình đã review ở những cái video trước để cùng bung cho các bạn cùng xem. Chúng ta bắt đầu nha. Biên áp thì trong cũng tương đối là nhỏ các bạn. Công suất này thì cũng nhỏ chứ không có lớn đâu. 7A 28V đối xứng, 15V đối xứng, 4,5 và 20V. Thì như vậy là công suất của mỗi kênh là chỉ là 240W. Thì tổng công suất nó sẽ nằm khoảng là 480W. Công suất cũng tương đối là nhỏ, nhìn khá là bụi bặm. Ở đây thì sử dụng là 4 sò, nhìn khá là cũ. Sử dụng sò là D718 và B688, trong đó thì có một sò đã bị gãy chân rồi, có dấu hiệu là hàng dây, nhưng mà còn bị bung dây luôn. Mạch nguồn ở đây á, thì sử dụng tụ là 4700 microfarad 50V, khá nhỏ. Diode chỉnh lưu, không có relay các bạn. Thì ở đây á, là mạch công suất và mạch nguồn đã tích hợp sẵn trên một bao mạch. Mặt trước công ly á, thì ở đây thì nó còn được đổi chế lại mạch MP3 FM GP, mạch này thì cũng cũ rồi. Giờ thì cũng ít người xài cái này. Xài chủ yếu là mạch Bluetooth là nhiều. Một cái tính tiện lợi của nó. Mạch nuôi, IC nuôi thì người ta ở đây sử dụng là con IC. IC ổn áp. Điện áp vào là điện áp xe chiều và qua một con diode chỉnh lưu. Nhìn từ phía sau thì nhìn thấy là các linh kiện này thì không có quá là xịn sò, nhìn khá là đơn giản thôi. Linh kiện này cũng không được tốt cho lắm. Ổn áp thì cũng khá là nhỏ, biên thế cũng khá là nhỏ. Thì mình vừa rồi là mình mới bung qua một cái màn hình máy tính cộng với một cái âm ly. Thì màn hình máy tính này thì các linh kiện bên trong còn khá là mới,
nhưng vì không có nguồn để mình test thử, cho nên là mình sẽ tạm gác sang bên trong khi mình đang chờ để mình đặt cái bộ nguồn của nó. Khá mới các bạn. Rồi còn về âm ly á, thì âm ly này cũng là âm ly cũ thôi, được độ chế lại thôi. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích á, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.